Chào Trung, chị rất vui khi hôm nay có cơ hội được ngồi đây để nói chuyện, trò chuyện với em. Thì vừa rồi em có được xem lại cái video ghi lại khoảnh khắc đăng quang của mình trong trận chung kết. Thì cảm giác lúc này của em như thế nào khi được xem lại cái khoảnh khắc đấy của mình? Thật sự thì qua một ngày nghỉ ngơi thì em cũng đã phần nào lấy lại được cho mình cái tinh thần bình thường của mình. Và thực sự thì xem lại khoảnh khắc đăng quang của mình thì em chỉ cảm thấy vui và mãn nguyện, bởi vì cuối cùng thì mong ước của mình bấy lâu nay cũng đã thành hiện thực. Vậy thì không biết là sau cái chiến thắng này của mình thì em đã có cách nào để ăn mừng chiến thắng chưa? Ngay lúc ở trường quay thì chắc là mọi người cũng đã nhìn thấy ở trên sóng của VTV3 rồi. Còn sau đấy thì nhà em có về và đi ăn, gia đình tổ chức đi ăn. Và cũng có, bởi vì là mở dịp chung kết năm thì các bạn thí sinh và các bạn mong muốn được tham gia cuộc thi năm đó đều tổ chức một cuộc offline. Thì em cũng có chơi với các bạn một chút, tuy là ngày hôm qua cũng hơi mệt một tí, thì cũng có chơi với các bạn và cũng khá là vui. Vậy thì không biết là đêm qua thì Thế Trung có bị mất ngủ không, hay là có trằn trọc khó ngủ như cái đêm hôm trước khi em bước vào trận chung kết không? Hay là ngủ một giấc ngon lành sau cả một hành trình dài như thế? Có lẽ là sau một hành trình dài tại Olympia 19 thì em cuối cùng có thể nghỉ ngơi. Và thực ra thì ngày hôm qua có thể mọi người không biết, nhưng mà đứng hơn 2 tiếng ở trên trường quay rất là mệt. Nên là... mỏi chân đúng không? Vâng ạ. Vậy thì sau một cái ngày hôm qua ấy, thì bây giờ cảm xúc của em nó như thế nào? Nó còn hồi hộp, nó còn xúc động nhiều như cái ngày hôm qua không? Sau một ngày mà mình bình tâm, mình nghĩ lại về cái chiến thắng của mình. Thực ra thì cảm giác của em bây giờ thì sau 4 trận tuần thắng quý chung kết năm thì em vẫn cảm thấy như tiếc nuối cái gì đó, vẫn thấy như mình chưa thí ấy, kiểu nó nhanh quá. Một giấc mơ vừa trải qua đúng không? Vâng. Bây giờ thì em có thời gian này ngồi nghĩ lại và nhớ lại cái trận chung kết ngày hôm qua. Thì đầu tiên đó là ở phần khởi động của mình thì Thế Trung đã có một cái sự khởi đầu rất là thuận lợi. Em giành được một cái số điểm cao nhất trong 4 thí sinh, đó là 100 điểm đúng không? Thì cái kết quả này của em nó giúp em, có phải giúp em có cái tâm lý thoải mái, nó có phải ảnh hưởng như thế nào đối với em ở những cái vòng thi sau không? Về cái phần thi khởi động này. Vâng, thật sự thì phần thi khởi động thì là một phần thi cần tốc độ và sự chính xác. Thì để em xem đấy là phần thi thế mạnh nhất của em. Tuy số điểm nó giành được sẽ có thể không cao, không tạo được bước ngoặt như các phần thi khác. Tuy nhiên là em xem phần thi khởi động là một bước đa đầu tiên, cũng như một cách giải tỏa tâm lý cho em. Và em cũng được luyện tập nhiều ở phần thi khởi động này, nên là em cảm thấy mình phải thật là thoải mái. Và số điểm 100 cũng đã giúp cho em tạo được tâm lý khá là thoải mái ở các vòng thi sau. Đến cái phòng thi tiếp theo đúng không? Vượt chướng ngại vật và tăng tốc thì lúc này em lại đang ở vị trí thứ hai. Vậy thì lúc đấy Thế Trung có cảm thấy sốt ruột không? Có cảm thấy lo lắng không về cái vị trí này của mình? Thật sự thì từ trước trận chung kết năm thì em đã xác định cho mình một tâm lý phải thật là thoải mái. Và kiểu thực sự thì mỗi thí sinh đều ao ước là mình có một chiếc cầu truyền hình đạt ở quê nhà. Còn em đã thực hiện được nó rồi thì em cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Nên là dù kết quả là sao cũng không quan trọng. Và thật sự thì em vẫn cảm thấy tự hào với bản thân một chút ở phần thi tăng tốc, vì đã giành được số điểm cao hơn các trận trước. Đã khắc phục được một số khuyết điểm mà mình đã mắc phải ở những trận trước đó. Điều quan trọng nhất là mình có thể vượt qua được bản thân mình đúng không? Tức là mình đã có những phần thi tốt hơn so với cái trận trước đúng không? Vậy thì ở cái phần thi về đích thì chị thấy em vô cùng bình tĩnh. Và em có nói là em chọn câu hỏi gói 40 điểm, là cái câu hỏi mà em chưa chọn thì chắc là trận trước. Thì lúc này thì cái tâm lý của em như thế nào ở phần thi về đích? Thực sự thì gói 40 điểm không như khán giả nghĩ, thì gói 40 điểm luôn luôn là một sự lựa chọn mạo hiểm. Bởi vì em đã có theo dõi các bạn thi ở các trận trước, và ngay ở trận quý của em là bạn Hoàng Minh đã chọn gói 40 điểm. Thì khi mà khoảng cách về điểm số là không quá lớn thì điểm số và gói câu hỏi 40 điểm nó rất là mạo hiểm, đặc biệt là lúc đấy khi mà em với Hải Đăng đang còn bằng điểm nhau. Nhưng mà em nghĩ thì dù sao thì suốt hành trình Olympia năm thứ 19 cũng là một cái trải nghiệm. Thì đối với em làm sao để mình chạy hết mình trên sân khấu đó và có thể trải nghiệm được mọi thứ, sao cho cảm xúc của mình nó nguyên vẹn là tốt nhất.
nên là cũng như là một chiến thuật an toàn ở trong trận chung kết nữa, thì em đã quyết định chọn gói 40. Vậy thì sau cái chiến thắng của mình thì theo em thì yếu tố nào quan trọng nhất giúp em có được cái chiến thắng này? Là cái sự bình tĩnh, tự tin của mình, cái tâm lý thoải mái hay là cũng có một chút may mắn nào đấy? Thực ra em nghĩ là cả hai. Ở cuộc thi đường lên đỉnh Olympia thì tất cả mọi học sinh trên mọi miền tổ quốc đều, mọi người đều có một điểm mạnh mà các bạn đều có những vốn kiến thức rất là uyên thâm, nên là để nói mà ai hơn ai thì cũng rất là khó. Thì cái hơn này thì chỉ là một chút ở tâm lý và ở may mắn. Em nghĩ là may mắn có một phần quyết định vào trong cuộc thi này. Và em mong là các bạn dù thua dù thắng cùng có cho mình một cái trải nghiệm thật là vui vẻ ở Olympia ở S14, cũng như là tạo cho mình được những người bạn mới. Lúc mà em biết là mình giành được vòng một quế thì chị có thể có một khoảnh khắc là em xuống và ôm ba bạn thí sinh còn lại, rất là rơi nước mắt khóc với cả ôm ba bạn đấy. Thì không biết là trước cái trận chung kết này thì các em có trò chuyện nhiều và có giao lưu nhiều với nhau không, và em đánh giá như thế nào về ba bạn thí sinh, ba đối thủ còn lại của mình? Thật sự thì ba bạn thí sinh ở chung kết năm là ba người bạn mà em đã quen từ trước, và đặc biệt là Hải Đăng, Ba Bá Vĩnh. Thì ba bọn em quen nhau ở trên một cái cuộc thi trên mạng The Best of Three Olympians. Thì hồi đấy thì bọn em có chơi đều của nhau, nhưng mà chưa bao giờ đấu với nhau, dù chỉ là hai đứa đấu với nhau thôi cũng chưa. Nên là cũng thực ra thì cũng biết thực lực của nhau, nhưng mà cũng chưa kiểm chứng được. Thì năm tháng thì vào cái cuộc thi này muộn hơn, nhưng mà bọn em cũng được khi mà biết được năm tháng là điểm câu thứ tư rồi, thì bốn bạn cũng có giao lưu với nhau trên mạng, và những ngày chuẩn bị cho chung kết năm thì cũng chơi với nhau rất là vui, thậm chí hôm tổng duyệt con mùa quạt trên trường quay nữa. Đây là những cái kỷ niệm rất là vô cùng đáng nhớ đúng không? Vâng. Về ba bạn thì Hải Đăng và Bá Vĩnh thì là hai người em đã biết từ trước, nên là năng lực của hai bạn thì không có gì quá bất ngờ đối với em. Hai bạn đều là những đối thủ rất là mạnh, đặc biệt là Hải Đăng. Em thấy ở Hải Đăng một tâm lý bình tĩnh và sự chắc chắn ở mọi lĩnh vực. Còn bạn Bá Vĩnh thì không phải nói nữa rồi, về kỷ lục 460 điểm. Thì bạn đã ghi tên Vinh vào ngôi đền của Olympia ấy. Bọn em gọi vui như thế. Cái ngôi đền dành cho những người có số điểm cao nhất, sánh vai với anh Nhật Minh, anh Hùng Chiến. Bạn ấy cũng rất là tốc độ ở phần thi vật chướng ngại vật và tăng tốc. Mà người có thể thấy ở trận tuần thì bạn đã đưa ra quyết định quyết đoán là đoàn chướng ngại vật, và đã dành cho mình về số điểm, nhưng số điểm rất là cao. Còn Nam Thắng thì là một đối thủ rất là bí ẩn, bởi vì là em cũng chưa có dịp xem bạn ấy thi đấu nhiều. Tuy nhiên là bạn ấy cũng có một cái sức mạnh tiềm tàng, và có một vài trận đấu thử của bọn em ở nhà ấy, thì bạn Nam Thắng cũng cho thấy mình có một vốn hiểu biết rất rộng về vật lý, về lịch sử và về hóa học. Thì thực ra thì những bạn ở đối thủ ngang tài ngang sức đúng không? Vâng ạ. Các bạn trong trận chung kết đều rất là ngang nhau. Và thực ra thì bây giờ trận đấu đã kết thúc thì nói những cái này cũng có lẽ khán giả cũng sẽ cho là em bây giờ kết thúc rồi nói làm gì nữa. Nhưng mà thực chất thì đấy là những cái đánh giá của em với các bạn trước trận đấu, và nó là xuất phát từ cái đánh giá chân thật của em. Ý như em vừa chia sẻ là ba bạn thí sinh còn lại đều là những đối thủ ngang tài ngang sức đúng không? Thì ví dụ em có thấy tiếc nuối gì không khi ví dụ một trong số ba bạn còn lại thì không giành được cái quán quân, tức là giành được dòng vòng một quế, có thấy tiếc nuối với bạn nào không? Thật sự thì ở một cuộc thi thì luôn có người thắng kẻ thua, cái đấy là chuyện rất là bình thường. Và kể cả ví dụ ngày hôm qua em có thất bại thì cũng không còn gì nổi tiếc nữa. Và với các bạn thì thua cũng là một cái chuyện rất là nó là một cái nổi tiếc, nhưng mà em nghĩ là cái quan trọng ở đây không phải chuyện thắng thua, mà cái được lớn nhất của mình là cái trải nghiệm. Và nghĩ là kể cả nếu như cá nhân em có thất bại ở cuộc thi này thì cũng là nó cũng đã là một thời gian rất là vui vẻ với em rồi. Một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ đúng không? Vâng. Có lẽ là rất nhiều các bạn học sinh khác cũng mong muốn được có những cái trải nghiệm như thế. Vâng ạ, nhưng mà một năm chỉ có 144 thí sinh Olympia thôi. Đúng rồi. Và thưa quý vị khán giả, thì ngay vào đây chương trình của chúng tôi đang được phát sóng livestream trực tiếp trên báo điện tử VTV News, fanpage của báo điện tử VTV, trung tâm tin tức VTV24 và thời sự VTV. Thì ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ nhận các câu hỏi từ phía quý vị khán giả để có thể giao lưu với cả bạn Trần Thế Trung. Và Trung ơi, thì bây giờ chị đã nhận được rất là nhiều câu hỏi của các bạn
gửi về cho em. Và có một bạn tên là Mai Anh có hỏi chung như thế này: ngoài cuộc thi Olympia thì em có ý định tham gia cuộc thi nào nữa không? Thực sự thì trước Olympia em cũng đã tham gia khá là nhiều cuộc thi, kể cả trên mạng và kể cả ngoài đời. Thì em đã từng tham gia cuộc thi Olympic tiếng Anh cho học sinh sinh viên lần thứ 2. May mắn là em đã lọt vào chung kết và giành giải khuyến khích. Thì sắp tới đấy thì có một số cuộc thi nữa của bộ tổ chức, ví dụ như Tự hào Việt Nam hoặc là cuộc thi Học và Làm Theo Bác, thì em cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia. Mặc dù là kiểu thi trên mạng nên là em hay quên lắm. Thì sau mỗi cuộc thi thì chắc chắn là em sẽ có thêm cho mình rất là nhiều kinh nghiệm với trải nghiệm, đúng không? Ừ, thì những cái cuộc thi mà em đã từng tham gia này có ý nghĩa như thế nào đối với em? Thật sự thì mỗi cuộc thi đều nói về một cái lĩnh vực riêng và đều giúp cho mình có những cái trải nghiệm và thêm những cái kiến thức mới. Em nghĩ là cái quá trình tích lũy của mình sau cuộc thi chưa phải là chấm hết, mà những cái cuộc thi đấy, những khi mà mình ôn, khi mà mình thi, nó giúp cho mình có những cái kiến thức mới, ví dụ như những kiến thức về lịch sử, về Bác Hồ, về những cái rất là thời sự, thì có thể giúp cho em nhiều điều trong cuộc sống. Và em tin đó là giá trị đích thực năm sau những cuộc thi này, chứ không phải là giải thưởng hay là kết quả gì cả. Có một bạn Khánh Hà có hỏi câu này là: khi đạt được chức vô địch thì bạn nghĩ tới ai đầu tiên? Có lẽ cái này là cũng nhiều người biết rồi đúng không? Ngay vâng sau ạ. Khi mà đăng quang thì Thế Trung đã có những cái lời tâm sự rất là xúc động. Câu chuyện này không? Thật sự thì suốt hành trình của Olympia thì em luôn nghĩ tới chị gái em. Chị là người đã, nhưng mà người biết là xem Olympia cùng với em từ nhỏ và đã truyền cảm hứng. Lúc đấy thì chị con và xem anh Nhật Minh thi đấu thì chị bảo với em là: đấy, các bạn rất là giỏi như thế đấy, mình cũng cần phải cố gắng hơn nữa, chứ như thế này là chưa đủ đâu. Và cái thời gian mà sau khi chị tốt nghiệp, chị về được một năm, thì chị cũng có giúp đỡ em rất là nhiều trong học tập, đặc biệt là môn hóa. Chị vẫn còn nhớ kiến thức và hay chỉ dẫn cho em học. Hồi đấy em có nguy cơ mất gốc khóa nên là chị đã giống như đã cứu em khỏi cái khoảng thời gian đấy. Thế là trong khi mà vừa biết là mình được giành cái chức vô địch này đúng không, thì là chị gái đó là người đầu tiên và Trung nghĩ đến. Có một bạn là ít tuổi hơn em, bạn ấy có hỏi như thế này là: em cũng muốn thi Olympia vào năm tới, anh có thể cho em bí quyết để thi tốt không ạ? Đầu tiên em phải có đam mê cái đó. Thì cuộc thi Olympia là có ý nghĩa rất lớn trong lòng cả bạn thí sinh cũng như là những người hâm mộ. Thì trước hết thì em xưng anh đi nhỉ. Bởi vì là bạn khán giả này thì trước hết thì em anh rất thích một câu trong clip của Ryan Higa, không biết em có xem chưa. Đấy là mình không chơi một cái video game mà mình ghét chỉ vì khi mình thắng mình nghĩ mình có thể tốt hơn, có thể cảm thấy tốt hơn. Bởi vì trong khi mình chơi mà mình không thích thì thắng rồi thì trò chơi kết thúc và cũng chẳng còn niềm vui gì ở đấy nữa. Quan trọng là mình tận hưởng cái hành trình, cái quá trình mình tham gia. Cái khi mà tham gia đường lên đỉnh Olympia thì bản thân anh cũng đã tích lũy cho mình được thêm những kiến thức mới, có cho mình được những người bạn mới, những trải nghiệm. Và thật sự cộng đồng Olympia rất là ấm áp như một gia đình, nhưng mà cũng giống như một cái xã hội thú nhỏ vậy. Em có thể gặp người này người kia và có thể có cho mình những cái trải nghiệm trong cuộc sống. Còn thứ hai thì trong cuộc thi này thì kiến thức nó rất là rộng, rất là đa dạng. Em anh nghĩ là nên đọc sách nhiều và tìm hiểu nhiều thông tin, ví dụ như mang tính chất thời sự. Như trong gói khởi động của anh trong trận chung kết là có một câu về sông Tô Lịch, cái việc mà Hà Nội mình mời chuyên gia Nhật Bản về để làm sạch sông Tô Lịch ấy, hoặc là cả chướng ngại vật về nhà gian DK1. Thì những đó là những cái thông tin rất là thời sự. Mình chăm xem thời sự, chăm theo dõi tình hình trong nước và thế giới, rộng hơn là thế giới đi. Thì có thể chương trình không ra đến, nhưng mà mình cũng biết thêm được nhiều điều rất là thú vị. Và thứ ba nữa thì em phải tạo được cho mình cái tâm lý thật là bình tĩnh.
tâm lý là cái thứ quan trọng, ăn nhau ở tâm lý thôi. Thì, cuộc thi thì nó ở lên trên trường quay thì em có thể cảm thấy sẽ cảm thấy áp lực và có thể kiểu căng thẳng, nhưng mà đừng có đặt nặng cái gì hết. Ở trên SB4 anh luôn cảm thấy như ngôi nhà thân thương của mình vậy, kiểu mình lên đấy cố gắng tạo cho mình cảm giác thoải mái. Và thật sự thì đứng ở đấy chỉ có hơi mỏi chân thì thôi, chứ còn trong đài thì có điều hòa cả thứ để cho em thoải mái nhất có thể. Nên là để cơ bản là như thế. Nên là và hãy để ý là Olympia 20 sẽ thay đổi một chút về luật chơi, nên là em phải chuẩn bị cho mình không phải tâm lý, không phải sốc gì cả. Ngay anh thấy cái vụ mà nộp bản đăng ký kiểu chương trình thay đổi quy định quy cách về nộp bản đăng ký thì nhiều người cũng đã sốc và tâm lý, và cái đấy ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của mình đấy. Nên là em phải chuẩn bị cho mình cho những cái đấy. Và em anh chúc bạn khán giả sẽ có thể thành công ở Olympia năm thứ 20. Số Olympia em nhớ là em xem lâu nhất thì có lẽ là khoảng năm thứ 9. Hồi đấy là em cũng tầm khoảng 10-11 năm trước. Cùng mới lớp 2, lớp 3 gì đấy. Đấy, xem với gia đình. Và lên những lớp lớn hơn thì bắt đầu thử trả lời những câu hỏi. Thật sự thì những cái số ngày xưa em cũng không nhớ gì nhiều, nhưng mà em có cái là nhớ chi tiết. Một số chi tiết nhỏ nhỏ vặt vặt, ví dụ như là cái nhạc đếm 15 giây của Olympia 9 đã giúp cho em hình thành khái niệm về giấy ở trong đầu, ví dụ thế. Dạ. Thật sự thì đó là một trong những cái ôn tập của em ở thời gian khoảng lớp 9, lớp 10. Và sau này thì em không ghi lại điểm nữa, em chỉ trả lời câu hỏi thôi, bởi vì thực sự thì quan trọng là kiến thức. Dạ. Sở trường thì em không dám nhận, kiểu em hay thích tìm hiểu cái này một tí, cái kia một tí, nhưng mà cái tề là không giỏi hẳn cái nào cả. Em cũng rất là muốn chọn cho mình một cái đường hướng để sau này kiểu định hướng việc làm ấy. Thì em nghĩ có lẽ là thiết kế đồ họa hoặc là làm bên truyền thống, truyền hình. Em vẫn có lẽ là có mong muốn sau này được làm ở VTV cũng nên. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Và đấy, như em có vẻ khá khiêm tốn khi bảo là mình không có sở trường gì, nhưng mà có một bạn bảo thế này đây là mình biết là Thế Trung hát rất hay, thế bây giờ Thế Trung có thể hát trực tiếp ngay một bài ở trường quay được không? Tại vì thấy đấy là Trung không nhận nhá, không nhận với chị ở đây, nhưng bạn bảo là xem trên mạng thì thấy bạn có sở trường là hát hò, thì không biết là cái bạn Trung định giấu đúng không? Hay thực là... ra thì cái gọi là sở trường về hạt đấy thì em chỉ ghi vào bản đăng ký để em được hạt trên hẹn với bốn thôi. Còn thực sự thì cái dòng hạt của em thì mọi người cũng mọi người bảo là nghe em hạt thì thấy rất là vui, chứ còn hạt hay thì em nghĩ là mình hạt không hay. Nên là nếu như mọi người mà muốn nghe em hạt thì có thể nghe lại cái bài Rung Chuông Vang mà em đã hạt ở Trần Tuân. Chứ còn thực sự thì thứ nhất bây giờ cái dòng em còn lại là cũng không cho phép. Chắc hôm qua là hò hét nhiều quá đúng không? Dạ, chắc vậy. Đi ăn chơi và đi ăn uống với bạn bè đúng không? Dạ. Thế nhưng mà em có phải là một người hay hát không? Em có thích ca hát không? Dạ, em cũng hay hát ở nhà, hay kiểu mở nhạc lên vừa nghe vừa học. Đặc biệt là nhạc của Ngọt và của Đèn. À thế à? Chị cũng rất thích Đèn đấy. Và thích ngoài cái việc hát hò thì sau những cái giờ học căng thẳng thì em có cái sở thích gì để có thể giúp mình tự thoải mái thư giãn không? Mày việc nghe nhạc, hát. Dạ. Em thì gần đây cũng có đi tập gym và trước đó là chơi bóng rổ. Còn em cũng rất là thích board game, card game, những cái trò chơi tương tác ở ngoài. Thì em cũng có tự làm cho mình một ít để chơi với các bạn, cũng có lẽ là cũng hơi tiêu nhiều tiền vào đấy.
không sao đúng không, nhưng mà mình có, cũng cần những cái khoảng thời gian đúng không, để mình có thể thư giãn đầu óc mình, dạ. Ừ, mình vui chơi xong ấy. Vậy thì có một bạn Linh Chi, bạn hỏi chung như thế này: tại sao bạn chỉ chọn gói câu hỏi 40 điểm ở phần thi về đích mà không chọn câu hỏi cao điểm hơn? Cái này là chung cũng có vừa chia sẻ đúng không, ở đầu chương trình. Cái này thì em cũng vừa mới giải thích một chút. Mà thật sự thì ai cũng có một cái chiến thuật cho riêng mình. Và lúc đấy thì em nghĩ gói 40 là cũng khá là hợp lý rồi. Và thật sự thì em cũng đã chuẩn bị cho những cái kịch bản xấu hơn. Ví dụ như là các bạn có thể vươn lên và em sẽ chọn có những gói câu hỏi cao điểm hơn. Bạn Khánh Vi có một cái câu hỏi rất là ngắn gọn là: thần tượng của bạn là ai? Thật sự thì em không nghĩ là mình nên có thần tượng. Mình có thể học tập ai đó về điểm này điểm kia, nhưng mà cái việc mà thần tượng hóa một người ấy, thì sẽ ví dụ như mình mà biết được người đó có cái xấu gì thì mình sẽ kiểu như hình ảnh sụp đổ và làm cho mình thất kiểu mất phương hướng. Ừ. Nên là mình chỉ biết là ai cũng có lúc này lúc khác. Và mình học tập người này người kia thì học tập những cái điểm tốt của họ, và cái gì xấu thì mình để ý để mình rút kinh nghiệm cho bản thân thôi. Chứ mình cũng thứ nhất là cũng không phải là chỉ vì một cái xấu đấy mà ghét bỏ cái đó. Thứ hai là vì mình cũng kiểu không thể gọi là luôn có một không phải là phủ nhận sạch sẽ những cái xấu của người mình cho là thân tượng được. Dạ. Ôi dồi ôi, đây là một câu này không biết là Trung có khó trả lời không đây. Có chị bạn, ừ, bạn Minh Lan, bạn hỏi là mình rất ngưỡng mộ bạn và mình thắc mắc là bạn đã có bạn gái chưa và mẫu bạn gái của bạn là gì? Thật sự thì cái chuyện tình cảm của em cũng kiểu em cũng không phải là kiểu người mặc sách mà mọi người nói đâu. Em cũng thật sự là em cũng đã chơi từng chơi ra chơi học ra học đúng không? Dạ, mà em cũng đã từng có bạn gái rồi đấy. Nhưng mà thật sự là về cái chuyện tình cảm của em rất là vùng vê trong chuyện tình cảm. Em có thể nói đây là một cái bài phỏng vấn rất là chị nghĩ là chuyện bình thường thôi. Em thử hủy hoại hình tượng của em. Em cái chuyện tình cảm em rất là vùng vê và em nghĩ là mình cần thêm thời gian để có thể gọi là quan tâm một người thật sự, để mình nghĩ cho người khác nhưng mình không chỉ nghĩ cho bản thân. Bây giờ thì em chưa sẵn sàng. Thế nhưng mà bây giờ sau cái trận chung kết hôm qua thì nói chung là thấy Trung cũng được coi là một nổi tiếng rồi này, được nhiều người biết đến này. Ví dụ có rất nhiều bạn gái ví dụ muốn chủ động làm quen với Trung thì Trung thế nào nhỉ? Gửi tin nhắn inbox cho Trung làm quen. Thật sự Trung thì bây giờ em cũng kiểu tam cháu nổi tiếng đi, mình follow tăng vọt ngày sau chung kết lắm. Nhưng mà thật sự thì bây giờ thì những người quen biết với em thì sẽ kết nối được với em. Còn nếu như mà các bạn mà kiểu cùng những người lạ thì có lẽ là em xin phép từ chối. Và nếu như mà quen biết nhưng mà kiểu em có thể em quên nhiều mà thì họ có thể nhắn tin với em để cho em biết họ là ai. Và để nhưng mọi người thì mình cũng có một cái giữ cho mình một cái quyền riêng tư nhất định. Vậy thì nếu mà những bạn nào mà muốn gửi tin nhắn cho em để hỏi han về việc kiến thức này, về trao đổi kiến thức các thứ thì em có sẵn sàng kết bạn không với những người như thế, với những bạn như thế? Cái kết bạn trên Facebook là một điều mà trước đây em làm khá là bừa bãi khi mà em còn bình thường ấy. Mấy kiểu nghìn bạn rồi đúng không? Bây giờ không bình thường lắm nữa thì kiểu vẫn cùng sẽ gần này em cũng phải kiểm tra và thì cái chuyện kết bạn thì em sẽ nghĩ là em hơn. Sẽ thận trọng và sẽ không thể chấp nhận như trước nữa. Nhưng mà về những câu hỏi của mọi người thì em sẽ cố gắng giải đáp trong khả năng của em. Thực ra là cái Facebook nó cũng có những cái rất là lợi đúng không, nhưng cũng có những cái mà nó có phần nào đấy sẽ ảnh hưởng đến mình. Vâng. Ừ, nên là tốt nhất là bây giờ mình sẽ cần phải thận trọng hơn. Thế Trung vừa xem lại được những cái hình ảnh ở điểm cầu trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bộ Châu ở tỉnh Nghệ An đúng không? Thì bây giờ cảm xúc của em thế nào nhỉ? Em cũng vẫn còn rưng rưng xúc động khi nhìn hình ảnh mọi người cổ vũ cho mình như vậy. Vâng. Cùng nhiệt tình đúng thật không? Thật sự thì quá trình chuẩn bị cho câu truyền hình thì em cũng đã được theo dõi một phần. Thì mọi người đã rất là cố gắng, mặc dù Nghệ An khoảng đầu tháng 9 là như mọi người biết là có bão vào. Thì mưa mọi người vẫn đến tập ở nhà đá chức nắng, rồi nắng mọi người vẫn dâm ngoài nắng tập, mà kể cả ngày nghỉ ngày chủ nhật cũng cố gắng tập. Thì ngày hôm qua 15 tháng 9 chung kết năm thì ở quảng trường Hồ Chí Minh rất là nắng, nhưng mà mọi người vẫn cố gắng ở đấy để cổ vũ cho em. Và thật sự thì em thấy rất là xúc động trước tình cảm của mọi người, và kể cả các thầy cô, bố mẹ, người thân, bạn bè đã đến cổ vũ cho em tại F14 cũng như là mọi người ở câu truyền hình. Thì
Em mình thấy bản thân mình hơi có lỗi với mọi người, bởi vì là mọi người đã kiểu phải bỏ công bỏ sức như thế chỉ cho mình em thôi. Thì em cũng thấy rất là chị nghĩ em không cần phải vân vân thế đâu, tại vì làm cái việc mà em được vào đêm chung kết là một cái niềm tự hào vô cùng lớn đối với cả trường rồi, với cả các bạn bè và thầy cô của trường. Và cái điều đấy là em xứng đáng thôi, được mọi người cổ vũ chứ vô cùng xứng đáng. Vậy thì chị muốn hỏi là có một cái chi tiết rất là đặc biệt ở trong ở điểm cầu, đó là chị thấy có một cái bát cháo luôn rất là to để dành tặng cho Thế Trung. Thì không biết là cái món ăn đầu tiên mà hôm nay em về quê em muốn thưởng thức có phải là cháo lươn không hay là món ăn nào khác? Thì hôm khoảng trưa nay em về tối đến nơi thì chắc là chưa ăn cháo lươn đâu, nhưng mà chắc là sáng mai. Sáng mai với tự lại món. Vậy thì bây giờ em muốn ăn, bây giờ khi về nhà thì em muốn ăn món ăn nào nhất? Món ăn thì em cũng không nghĩ được cụ thể là món nào, nhưng mà em mình muốn về nhà ăn ở nhà, ăn cơm mẹ nấu là ngon nhất, cái hợp khẩu vị mình hơn. Thực sự thì em cũng đang hơi có một chút vấn đề về sức khỏe, nên là có lẽ là mình ăn những cái gì thân thuộc với mình thì chắc là tốt hơn. Còn thời gian này phải nghỉ ngơi đúng không, sau một cái thời gian rất là vất vả rồi. Thì chị có thấy hôm qua sau khi mà thấy Trung đăng quang ấy, thì chị cũng được nhìn trên trường quay thấy bố mẹ rất là xúc động. Thì không biết khi mà quay lại ngược lại một thời gian một chút, là khi mà em quyết định em tham gia được lên đỉnh Olympia, thì không biết là bố mẹ có ý kiến gì không? Và khi mà cái chặng đường của em đến được với cả trận chung kết, thì là bố mẹ có tâm sự hoặc là có nói gì về em không? Thật sự thì từ những cái lúc mà em còn manh nha cái ý tưởng là sẽ tham dự đường lên đỉnh Olympia thì cả bố mẹ và chị đều rất là ủng hộ. Và bố mẹ cũng, bố ngày xưa là mua cho em những cuốn sách lịch sử để em đọc. Những cuốn sách vừa có tranh minh họa, vừa có chữ rất là dễ hiểu, lấy từ sử liệu chính thống. Và em có thể giới thiệu với mọi người cuốn lịch sử Việt Nam bằng tranh. Và có khoảng 8 tập, thì bây giờ em có ở nhà khoảng 6 tập rồi. Thì ngày xưa bố mua cho em là 3 tập, thì những cái cuốn đấy có chứa những kiến thức lịch sử rất là bổ ích. Và ngay cái câu 30 điểm mà em cướp được điểm của bạn Bá Vĩnh cũng là em nhớ một chi tiết trong quyển sách đấy. Và bố mẹ em thì rất là ủng hộ động viên em, và đặc biệt là trong thời gian em tham gia Olympia thì mẹ em thường ngày chiều hai mẹ con đi bộ ở đoạn đường trước nhà, thì mẹ vẫn đóng vai trò là MC, đọc cho em những câu hỏi để em luyện phản xạ. Mẹ em cũng luôn cố gắng tìm những cái thông tin thời sự mới nhất, những cái thông tin về văn hóa xã hội, và một là mới nhất, hai là nó liên quan đến ngay thì ngay phát sóng các kiểu để bổ sung kiến thức cho em. Và có thể nói là bố mẹ đã giúp đỡ cho em rất là nhiều về cả kiến thức lẫn tinh thần. Hậu phương vô cùng vững chắc đúng không? Vâng. Vậy thì không biết khi mà gặp lại bố mẹ sau cái giây phút đăng quang, thì không biết bố mẹ nói điều gì đầu tiên với Trung? Chúc mừng con trai đúng không? Dạ, bố mẹ chúc mừng và bố mẹ cảm ơn em. Mặc dù là thực sự thì em vẫn chưa cảm, em cảm thấy em chưa làm được gì nhiều cho bố mẹ. Đó là một niềm tự hào rất là lớn rồi. Bố mẹ cũng là sự động viên bố mẹ sau cũng khoảng một thời gian cũng vất vả cùng em để ôn thi đúng không? Bây giờ thì chúng ta nói đến tương lai đi. Thì sau chương trình này thì không biết Trung có kế hoạch gì mới cho mình không? Khi mà cũng có rất nhiều cơ hội mở ra với em. Đầu tiên là về suất học bổng đi du học Úc của chương trình trao tặng, thì em vẫn sẽ cân nhắc thật là kỹ, bởi vì thật sự thì nói thật với mọi người là em chưa thể quen được cái việc mà xa gia đình. Và nếu như mà em còn đi du học thì em cũng sẽ cố gắng học xong để trở về. Và thật sự thì có những ý kiến mọi người cho là em nói thế này thế nọ, rồi là kiểu nói rồi có làm được không, rồi là sau này cũng chắc chắn là sẽ phải ở lại bởi vì cái môi trường và cái sự đại ngộ nó không thích hợp. Nhưng mà thật sự có rất nhiều lý do để níu em ở lại Việt Nam. Thứ nhất là cái ngành em định theo thì rất là có đất phát triển ở Việt Nam, và em vẫn muốn là mình phát triển được cái đấy để có thể bằng bàn bằng bè bằng các nước năm châu. Và thứ hai là em cũng đã sinh ra lớn lên ở đất Nghệ An, đất cách mạng, và cũng đã có gia đình cũng đã giáo dục cho em rất là về cái truyền thống của quê hương của đất nước.
thì em cảm thấy là em nhớ đất nước Việt Nam rất là nhiều và em cũng muốn quay lại làm một cái điều gì đó. Và tất nhiên là cả anh chị vô địch của Olympia những năm trước đó, tất nhiên họ chọn không quay về không phải là họ không yêu nước, mà là chỉ là họ muốn cái mong muốn của họ về cái sự thỏa mãn, cái yêu cầu để họ làm việc, họ nghiên cứu, học tập, thì đó là một điều rất là chính đáng thôi. Và họ luôn có thể đóng góp cho Việt Nam bằng rất nhiều cách khác nhau. Và nhưng mà em thì bởi vì thật sự là em đã gắn bó với quê hương, với đất nước rất là nhiều rồi, đặc biệt Nghệ An và Hà Nội, thì em rất em gần như chắc chắn là em sẽ chọn quay về. Và vẫn giữ ước mơ là có được vào làm việc của VTV không? Chắc là em vẫn mong muốn được vào làm việc với VTV, và đặc biệt là nếu như được làm việc với chương trình Đơn Lên Đỉnh Olympia, với mặc dù là với vai trò công tác viên hay là một người làm việc chính thức của chương trình, thì em cũng rất là vui, bởi vì đấy là chương trình mà em rất là yêu thích. Em như các bạn Olympians khác cũng rất là muốn chương trình có thể kéo dài thêm nữa để có thể tiếp tục truyền lửa cho các thế hệ học sinh Việt Nam. Và như mọi người thấy bây giờ, chương trình đã trở thành một tượng đài, một biểu tượng trong học sinh. Hình ảnh đỉnh Olympia và vòng nguyệt quế đã luôn trở thành hình ảnh của chiến thắng trong lòng người học sinh Việt Nam. Chị cảm thấy những cái suy nghĩ của Trung vô cùng là chín chắn và rất là vui khi hôm nay được mời em đến đây để cùng giao lưu và trò chuyện với khán giả. Và chị biết là cái hành trình thực hiện ước mơ chinh phục được lên đỉnh Olympia của Trung đã có một cái kết rất đẹp đúng không? Về chiến thắng này thì một hành trình mới này, với những thách thức mới này sẽ đến với em. Nhưng mà chị tin rằng là với cái bản lĩnh của mình thì những mục tiêu phía trước em sẽ dễ dàng chinh phục được thôi. Em cảm ơn và chị ạ. Và một lần nữa thì xin chúc mừng em. Em cảm ơn chị rất nhiều. Em cũng rất vinh hạnh khi được nói chuyện với chị ở trên sóng VTV, và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình vừa rồi. Vậy thì trước khi kết thúc chương trình, em có muốn gửi một lời gì đó không đến những khán giả đã theo dõi này, đã ủng hộ mình cũng như tất cả bạn bè và gia đình của mình? Em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới trước nhất là gia đình, nhà trường, thầy cô, bạn bè, những người đã luôn sát cánh ủng hộ em trong suốt thời gian em tham dự Đơn Lên Đỉnh Olympia. Sau nữa là em muốn gửi lời cảm ơn tới những người bạn đã đồng hành cùng mình qua các trận đấu, cũng như là những bạn thí sinh, những anh chị cựu thí sinh, những bạn có mong muốn được tham dự chương trình, và những người hâm mộ Đơn Lên Đỉnh Olympia suốt bấy lâu nay đã luôn theo dõi, luôn ủng hộ cho chương trình. Mặc dù là có nhiều người có ý kiến trái chiều về chương trình, về giải thưởng, về quán quân, về mọi thứ, tuy nhiên là cái tình yêu Olympia trong cộng đồng thì nó vẫn luôn cháy mãi như cái cách mà chương trình đã truyền lửa cho học sinh bao nhiêu năm nay vậy. Và em thật sự cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Đơn Lên Đỉnh Olympia trong suốt thời gian qua. Cảm ơn thầy Trung. Và thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay thì Đơn Lên Đỉnh Olympia sẽ bước sang năm 20 với rất nhiều điểm mới và những nhà leo núi mới, và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một đội bóng quán quân mới của Đường Lên Đỉnh Olympia trong năm tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc chương trình tại đây. Xin cảm ơn Thế Trung đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn chị. Và thưa quý vị khán giả, vào 20 giờ thứ tư tuần này thì chúng tôi sẽ có một chương trình bàn tròn trực tuyến với đề tài về mạng xã hội Việt. Xin mời quý vị khán giả hãy cùng theo dõi và đón chờ. Xin chào và hẹn gặp lại.